Vô bắt đầu like. Chào Lê Thanh Tâm. Hello, chào cả đại gia đình thân thương của Kim Thoa và Tiểu Linh nha. Cả nhà ơi, cả nhà đâu hết rồi? Hello, chào cả đại gia đình thân thương của Kim Thoa và Tiểu Linh nha. Cả nhà đâu hết rồi? Chào Nguyễn Lệ nha, xin chào cả đại gia đình, chúc cả nhà mình có một buổi trưa an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Nhà ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm thì chạy qua đây ăn bún thịt xào nè. Hôm nay Tiểu Linh và Kim Thoa bán bún thịt xào cả nhà. Cả nhà ai có đói bụng thì chạy qua ăn bún thịt xào nha. Chào con Nguyễn Lệ. Cả nhà có đói bụng chạy qua ăn bún thịt xào đi. Hôm nay Tiểu Linh Kim Thoa mở đổi khẩu vị, sợ rồi bán một món hoài cả nhà ngán, cho nên bây giờ bữa nay là buổi sáng mình bán bún xào rất rất là ngon cả nhà. Ai mà có đói bụng thì chạy qua nha, hoặc là order 5-10 hộp gì đó thì Linh giao tận nơi. Chào Phương Phương nè. Rồi sao cái máy này nó hú dữ vậy? Chào Trân Nguyễn Đình nha, xin chào, chào cả nhà. Một phần bún thịt xào là 40k một phần nha cả nhà. Em la em bán đồ thôi mà mắc gì mà phẫn nộ vô dữ vậy. Hôm nay quán Tiểu Linh đổi món nha cả nhà, bán buổi sáng là bán em bún thịt xào, mong rằng cả nhà ủng hộ nha. Hôm nay Tiểu Linh bán bún thịt xào ở nhà, có ai đói chạy qua ăn nè, hoặc là ship 5-10 hộp gì Tiểu Linh giao tận nơi luôn. Chào em Nguyễn Hồng Loan. Hello em trai Bùi Trung Đặng. Đặng ơi, ăn bún thịt xào không em trai? Hôm nay là Tiểu Linh và Kim Thoa bán bún thịt xào cho cả nhà. Nhà ăn thử coi ngon không? Thật sự nếu mà khen thì kỳ quá thì vẫn buổi chiều thì Tiểu Linh vẫn bán bánh xèo bình thường, bánh xèo bánh ngọt bình thường. Bún thịt xào một phần như vậy là 40k. Đó, bánh xèo là vẫn giá cũ, bánh xèo bánh khọt vẫn y cái y cũ là 50k. Con chỗ chú bán đừng có đi vòng vòng đâu đó đổ đồ hết. Đi chơi. Đi con. Cả nhà có ai ăn cơm nước gì chưa? Nếu chưa ăn đói bụng thì chạy qua đây ăn bánh bún thịt xào đi cả nhà. Buổi trưa mình ăn bún thịt xào đi, rồi chiều mình ăn bánh khọt bánh xèo. Chúc cả nhà mình có một buổi chiều ăn lành, buổi trưa ăn lành, vui vẻ hạnh phúc nha. Một ngày mới luôn luôn tràn đầy sức sống nha. Chào Tuyền Ngọc, chào Thanh Viên Nguyễn.
Hôm nay Tiểu Linh cũng dậy sớm, ngồi uống cà phê xong rồi ăn một tô bún rất rất là no lòng luôn. Bà xã làm nước mắm rất là ngon. Mong rằng cả nhà thương mến Tiểu Linh Kim Tho ủng hộ cho Tiểu Linh Kim Tho mỗi người chừng 5 bì hộp gì đó ship tại chỗ luôn. Dạ, con chào dì Lê Triều. Cô Triều phải không cô Triều? Dạ, cảm ơn dì Triều nha. Hôm nay Tiểu Linh Kim Thoa bán bún thịt xào nha cả nhà. Bún thịt xào là 40k một phần. Cả nhà mình chưa có ăn cơm có đói bụng thì chạy qua nha. Chào Tina Nguyễn, chạy qua ăn bún thịt xào của Tiểu Linh Kim Thoa nè. Rồi buổi chiều cũng như thường lệ là vẫn là bánh xè với bánh cọt nha cả nhà. Rất rất mong cả nhà ủng hộ cho Tiểu Linh và Kim Thoa nha. Mong mong cả nhà luôn luôn giữ gìn sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Ở nhà có gì vui không? Bây giờ trời ổng cũng đang rắc rắc cơn mưa. Xin chào Mai Trương nha, xin chào đại gia đình. Em mở em buôn bán làm ăn thôi mà cái gì đâu mà phẫn nộ dữ vậy? Dạ, cảm ơn dì Triều. Rất rất Tiểu Linh rất mong rằng cả nhà thương mến Tiểu Linh Kim Thoa mà luôn luôn lúc nào cũng đồng hành với Tiểu Linh Kim Thoa trên bước đường mọi bước đường mọi nẻo đường. Và cũng mong rằng cả nhà ủng hộ cho Tiểu Linh Kim Thoa những món ăn mà Tiểu Linh Kim Thoa mở ra bán rồi. Ok, cảm ơn Thanh Nguyễn nha, Thanh Viên Nguyễn nha. Chúc cả nhà mình luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống nha. Xin chào Hoa Di Vong, Di Vong. Xin chào Chế Vân. Cả nhà mình có ai đói bụng không? Đói bụng chưa ăn cơm thì qua đây ăn bún xào đi. Ăn bún xào, bún thịt xào nha cả nhà. Một phần vậy là 40k. Để đổi khẩu vị cho cái nhà không ngán vậy hả? Con ở đâu? Bún thịt xào rất rất là ngon cái nhà. Sáng dậy cho Linh uống một ly cà phê, ăn một tô bún dở no nắp luôn, ăn không nổi, no quá. Một tô bún quá ngon, ăn quá trời. Cả nhà mình có ai nói bụng thì ăn bún thịt xào nha. Còn nếu mà không đi được thì Tiểu Linh ship đem qua. Con ở Sóc Trăng hả? Shop Sà Ba Sóc Trăng hả? Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đỡ dầm mưa dày nắng, đồi lấy bán cơm thơm ngon, xa quê nhà thôi nổi lần. Sông quê tôi chạy về ba ngã, cây trái ngọt ngâm dòng phố xa. Chào giữa mãi yêu thương nha. Dạ đúng rồi. À có gì không? À em ơi, em ơi, em ơi, rồi chờ chút nữa. Chẳng là có người giao đồ quá cả nhà. Rồi cảm ơn giữa mãi yêu thương nha. Chào Phạm Văn Huy, chào cả đại gia đình, chúc cả đại gia đình mình buổi trưa an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Em giao đồ về em ơi. Chào Ngọc Hồ nha. Chú đang dưỡng bệnh, Thanh Viên Nguyễn. Chú đang dưỡng bệnh nè, cũng gắng cố gắng hết sức để có sức khỏe để trở lại phục vụ cho
khán giả gần xa trong nước và ngoài nước mang lại ca tiếng hát đến phục vụ cho bà con. Nhưng mà sức khỏe bây giờ nó yếu quá, chưa có lấy được phong độ. Khán giả ơi, ăn bánh xèo nha, chiều là ăn bánh xèo nha. Còn bây giờ là cái Linh đang bán nè, bún thịt xèo, bún thịt xào rất 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 là ngon. Ai có đói bụng thì chạy qua tới địa chỉ 133/13 phường 3 quận 5 Lê Hồng Phong nha cả nhà. Còn ai muốn ăn mà đi không được đặt thì số điện thoại giao ra tận nơi là 032 980 5178 nha cả nhà. Chào Cẩm Võ, Thu Linh đọc lần nữa nha. Địa chỉ là 133/13 phường 3 quận 5 Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 032 980 5178 nha cả nhà. Ai có đi không được thì gọi vô điện thoại thì Tiểu Linh sẽ cho người giao tới nơi luôn nha cả nhà. Chào Yến Nhi, xin chào cả đại gia đình ơi. Ơi cái gì, chào con Tô Thảo. Rồi, chào con Tô Thảo, chào cháu yêu. Cậu yêu xin chào cháu yêu. Đó, Tiểu Linh đọc địa chỉ rồi đó. Cả nhà là ai có đói bụng thì chạy qua nha. Chạy qua ăn bún thịt xào nè. Địa chỉ đọc lại lần nữa nha, 133/13 phường 3 quận 5 Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Chào Yến Nhi, cảm ơn con. Hoặc là ai không đi được thì gọi số điện thoại 032 980 5178, Tiểu Linh sẽ cho người ship đến tận nơi. Hôm nay buổi sáng là bán bún thịt xào, đổi món đổi cho bà con cô bác không có bị ngán. Mỗi ngày cứ món vài ngán đúng không? Hôm nay đổi khẩu vị là bún thịt xào rất 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 là ngon. Rồi buổi chiều vẫn bán bánh xèo, bánh khọt bình thường nha cả nhà. Chiều thì vẫn như thường lệ là bán bánh xèo và bánh khọt. Bún thịt xào thì là một phần vậy là 40k. Bánh xèo bánh khọt thì vẫn giá yên nguyên không thay đổi nha cả nhà. Rất rất mong cả nhà thương mến Tiểu Linh Kim Thoa ủng hộ cho Tiểu Linh và Kim Thoa nha cả nhà. Thank you, I love you cả nhà nhiều. Hôm nay bây giờ thì ông trời ông đang ui ui ấm ấm, ông đang mưa rất rắc râm râm rồi. Rồi nếu mà các ai ăn đậu hũ cô Vang. Đây nè cả nhà, đậu hũ cô Vang nè, đó thương hiệu rất là nổi tiếng, 14.000 một hũ như vậy. Ai mà có ăn thì gọi số điện thoại Tiểu Linh sẽ mang đến tận nơi luôn. Đó, gọi số điện thoại là Tiểu Linh cho người mang đến tận nơi luôn. Tàu hũ cô Vang nha cả nhà, tàu hũ cô Vang một hũ như vậy là 14k. Chỉ có 14k thôi, ăn rất 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 là ngon nha cả nhà. Thương hiệu này là rất nổi tiếng nha. Hủ tiếu tàu hũ cô Vang nha cả nhà. Đây tàu hũ cô Vang cả nhà thấy không? Cô Vang đó. Đó, 14.000 một hũ. Ai ăn thì cứ gọi số điện thoại, Tiểu Linh sẽ giao tận nơi nha. Ship tận nơi. Tùy theo tiền ship xa hay gần nha cả nhà. Mong rằng cả nhà thương mến Tiểu Linh nha. Và Kim Thoa ủng hộ cho Tiểu Linh và Kim Thoa. Một lần nữa Tiểu Linh xin thông báo là bún thịt xào bữa nay là Tiểu Linh bán bún thịt xào. Một phần bún thịt xào là 40k. Đó. Rồi buổi chiều vẫn như thường lệ là bánh khọt với bánh xèo vẫn y nguyên giá cũ là 50k. Mong rằng cả nhà phù hộ ủng hộ cho Tiểu Linh và Kim Thoa, giúp cho Tiểu Linh Kim Thoa hoàn thành trong dịp buôn bán nha cả nhà. Thương cả nhà rất nhiều. Địa chỉ Tiểu Linh xin đọc bọc lại một lần nữa nha. Địa chỉ là 133/13 phường 3 quận 5 Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc
Số đặt hàng điện thoại là 0329805178 nha cả nhà. Rất rất mong cả nhà ủng hộ cho Thu Linh và Kim Thoa nha. Và ai có muốn ăn đậu hũ, ăn tàu hũ cô ba thì cứ đặt tiếp số điện thoại đó thì Thu Linh sẽ giao tận nơi. 5 hũ, 10 hũ trở lên, ok. Sẽ giao hết tận nơi luôn đó cả nhà. Chỉ có tỉnh là thường là giao không được nha. Tỉnh là cái này mình không đi tỉnh được. Đi là sốc là xe nó sẽ bể hết, nó rã tan hết đó. Chỉ gần gần ở trong thành phố mình thôi. Còn tiền ship thì tùy theo quận huyện size gần nha cả nhà. Mong cả nhà thông cảm nha. Và hiểu cho Tiểu Linh và Kim Thoa nha cả nhà. Giờ này cả nhà chuẩn bị là nghỉ trưa nè. Chuẩn bị nghỉ trưa xong rồi đầu cái đầu giờ đi làm việc tiếp đúng không? Đó, biết mà. Em lai em bán hàng thôi mà không thích thôi chứ vô đây tả mặt đỏ chi vậy? Khổ em quá đi mà mấy anh mấy chị ơi. Hello con Tô Thảo, chừng nào con về nước vậy? Xin chào Hằng Nguyên My, chào Tú Nguyễn nha. Xin chào đại gia đình Tân Tương. Chưa chị ơi, mà 1 giờ mới có chị. Dạ 1 giờ mới bán. Bây giờ là buổi sáng thì em bán 4 thịt xào. Là chịu khó 1 giờ dòng đây ủng hộ em nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ giờ này khách chạy ngang hỏi có bánh xèo chưa đó cả nhà. Chị nào mới xong công việc lận làm quá tiền để đâu cho hết. Cả nhà thấy không, bây giờ khách ta hỏi bánh xèo ta mua về mà chưa có, giờ rồi mình chưa có bán bánh xèo. 13 giờ tới 2 giờ mới bán bánh xèo đó cả nhà. Chào cô ba Canada. Xin chào cô ba Canada nè. Cả nhà ơi, cả nhà có ăn cơm nước gì chưa? Chưa ăn thì đến đây ủng hộ cho tôi Linh Kim Thoa một tô bún thịt xào đi cả nhà. Rất rất là ngon cả nhà. Giờ bữa nay bán bún thịt xào quất luôn em ơi. Rồi bây giờ tạm biệt cả nhà nha, Tiểu Linh bán rồi nha, hẹn gặp lại nha cả nhà, bye bye.